Vụ đánh bom xảy ra gần nhà thờ Hồi giáo Saheb Al-Zaman ở Kerman, nơi chôn cất tướng Soleimani, trong lúc người dân tập trung kỷ niệm 4 năm ngày ông bị sát hại trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ. Hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn các nguồn thông tin cho biết hai túi đựng bom đã phát nổ và thủ phạm có vẻ đã kích nổ bom từ xa. ISNA dẫn lời thị trưởng Kerman, ông Saed Tabrizi cho biết các quả bom phát nổ cách nhau 10 phút. Vụ đánh bom xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông do chiến sự ở Gaza. Một ngày trước đó, Saleh Arouri, phó thủ lĩnh Hamas tại Gaza và là đồng minh của Iran, cũng bị sát hại trong cuộc tấn công bằng UAV vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, thủ đô Liban. Hiện chưa có nhóm nào lập tức nhận trách nhiệm về vụ tấn công.